Nhận định trực tiếp bóng đá Fiorentina với Chivas 8 giờ ngày 17 tháng 7 vòng bảng ICC 2019. Cập nhật đội hình ra sân, thông tin trước trận đấu. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube để cập nhật thông tin mới nhất về trận đấu. Trước khi bước vào trận đấu này, hai đội đã trải qua chuỗi trận chẳng mấy khả quan. Hai trận giao hữu gần nhất, Chivas đều để thua và lọt lưới tới 7 bàn. Họ lựa chọn những đối thủ ngang tầm hay chỉ nhỉnh hơn đôi chút như River Plate và Boca Juniors. Nhưng đó là câu chuyện của thời điểm trước. Còn lúc này Chivas không còn là chính mình và thất bại là điều dễ hiểu. Họ đang nằm ở nửa cuối bảng xếp hạng vô địch quốc gia Mexico và gần như không thể mang lại sự khác biệt. 12 trận mở kèo gần nhất, đội bóng này đã thua tới 11. Một sự tệ hại khác đến từ Fiorentina. Đội bóng này đã hòa tới 17 trận ở mùa giải trước và tụt xuống vị trí thứ 16 tại Serie A. Đội bóng này có được kết quả khả quan hơn một chút so với kèo của Chivas với 10 thất bại, hòa 1 và thắng 1. Nói chính xác hơn, cả hai đều sa sút phong độ và không còn là chính mình. Yếu tố chuyên môn cũng bị làng túc cầu đánh giá ở mức rất thấp. Tỷ lệ đưa ra ở trận đấu này cũng không quá chênh lệch khi Fiorentina chấp 1/4. Mức tổng bàn thắng cũng không được đánh giá quá hấp dẫn, chỉ là 2/1/4. Theo các chuyên gia, cơ hội từ hòa cho tới chiến thắng của Fiorentina được đánh giá cao hơn so với Chivas. Một bàn thắng có thể là kết quả cuối cùng của trận đấu này.